Hello anh em nhá, sau kỳ nghỉ dịch đây là cái hồ 100k. Hôm trước đây nói chuyện qua mấy anh em đây. Đó thì vừa mưa xong. Mày thời tiết rất là đẹp. Rồi vừa xong anh vụt để dây thì dài, mày bóp mồi này. Khoai này mà còn to như ngón tay này. Ồ, 100.000 là cá nó thế này đây anh em. Đánh lên chị bán bánh khúc à? Ôi, chứ cẩn thận thế. Chị bán bánh khúc à, chứ có bánh bao không? Là có mua một hàng đấy, mùng 1 đừng treo chị. Chim, cá chim, cá chim. Nói mùng 1 đầu tháng câu lên phóng sinh thôi anh em nhé. Thả luôn đi. Thả đi xong lại vào ăn nhá.